Ok, hola anh em, chào mừng anh em đến với video những con game sẽ ra mắt trong tháng 9 này. Thì theo thông lệ hàng tháng kênh tôi thì cứ cuối tháng là tôi sẽ điểm xem những tháng sau mình có thể chơi những con game gì. Lướt lướt sơ những con game đó, có thời gian là mình chơi ra. Đặc biệt là cái tháng 9 này có quá là nhiều con game luôn, anh em có thể không có thời gian chơi hết rồi. Thậm chí video này nó dài, tôi cũng dự đoán là nó hơi bị dài luôn đó. Rồi chúng ta bắt đầu với con game đầu tiên của tháng 9. Thực ra là bây giờ thì anh em cuối tháng 8 này anh em có thể chơi được con game này rồi. Nếu như anh em mua cái bản xịn sò là cái bản premium này nè. Còn nếu như em chơi bản thường thì tới khoảng ngày 4 ngày 5 mới đúng một tuần á nó mới ra mắt con game này lần. Game này thì nó ở Việt Nam mình nó có tên rất là quen thuộc luôn, nó có tên là Đế Chế. Ở trong Nam tôi thì Đế Chế này người ta chơi không có nhiều, cộng đồng Đế Chế thì chủ yếu tập trung ở miền Bắc nhiều hơn. Nên tôi cũng chưa có thời gian chơi, mặc dù hồi bé tôi cũng lân la quán net khá là nhiều đó. Đế Chế này thì nó lấy cái bối cảnh là những cái vị thần thoại Hy Lạp đầu rất là nhiều vị thần luôn. Đấm nhau là chính nên cái dòng thời gian nó cũng tương đối khác với mà cái bản Đế Chế anh em hay xem hay chơi hồi xưa nha. Bù lại thì cái nền tảng đồ họa nó mới ra mắt rất là nhiều, cải thiện rất là nhiều thứ luôn, rất là đẹp, rất là độc. Đây là vừa có anh em có thể chơi đơn chiến dịch nè, có thể chơi PvP với những người khác là cái yếu tố rất là quan trọng. Game này cũng có tiếng Việt chính chủ nha, tôi mới vô game tôi coi thử rồi, có tiếng Việt, có phụ đề chính chủ, dịch thuật cũng khá là tốt đó, gần đúng như bản địa luôn. Thì game này cũng quá là Xbox game mà cũng khá là quan tâm đến thị trường Việt Nam, Bigo Shop to vậy đó. Anh em mà thích cái dòng Đế Chế thì thử qua game này cũng được, giá cũng tương đối cao. Anh em mua cái bản dưới này thì có thể chơi sớm một tuần, tức là ở thời điểm hiện tại đã chơi được rồi. Rồi coi như là con game đầu tiên của tháng 9 đi, dù nó cũng sao sao tháng 9. Chúng ta qua con game thứ hai, Sumerian Six gì đó. Đây là con game mà tôi mới nhận email coi thông tin về nó thôi. Trời ơi, ông bếp ông để cái trailer 6 phút. Thôi tôi đây. Game này thì nói về 6 cái người lính gì đó trong cái đợt, 6 cái nhà khoa học trong cái đợt nghiên cứu thời thế chiến thứ hai gì đó thì bị biến dị, biến thành những con quái vật hết luôn. Thì mỗi người có một kỹ năng riêng biệt, thì tham gia vào cái thế chiến anh em dạng như là chiến thuật lén lút là chính đó. Mình có tầm nhìn là lén lút rồi đó, nói chung là cái thể loại này, cái thể loại gì tôi quên mất tiêu rồi. Lúc trước thì hồi bé cũng có chơi mấy lần như Commander rồi đó, thì nó cũng tương tự như vậy. Thể loại nó cũng chiến thuật này, chiến thuật thời gian thực rồi theo lược rất là nhiều thứ. Anh em thích cái dòng mà cổ mà có quái vật đó thì chơi được. Riêng tôi thấy con game này cũng tương đối bình thường, chưa có yếu tố gì nó quá là ấn tượng cả. Nhưng mà nếu rảnh có thời gian nhất định cũng sẽ chơi thử. Nó là một cái dòng game mà tôi cũng tương đối thích gần đây. Hiện tại có bản demo nè, anh em nào có thể trải nghiệm bản demo thì bây giờ có thể vào luôn. Con game này thì thuộc dạng con game giải đố, tôi cũng đăng ký nhận khá lâu rồi nhưng không thấy thông tin gì cả. Thể loại giải đố thì chắc anh em ít chơi thôi, có tôi là thường chơi cái giải thể loại này nhiều. Con này rất ấn tượng nha, anh em nhìn nó sẽ đối lập hai bên luôn, nó vừa cân xứng theo cái trục chính giữa nè, đây vừa đối lập hai cái nền tảng màu sắc, nó vừa hoài hòa, nó lại vừa mà độc lạ nữa. Tôi ghi đời không biết quen nè. Lên con game này giải đố mà tôi nghĩ là thiên hướng đến đu kích nhiều hơn, thậm chí có co-op giải đố luôn á, chơi bình thường không một người không biết được không ta. Đây rất là nhiều bí mật cổ ngữ gì đó, cửa ẩn đồ luôn. Nhưng mà cái tông màu nó chơi đúng hai cái tông màu sắc đen trắng này nên thì hơi bị đau mắt đó nha. Tôi gần như là toàn bộ đều là đen với trắng hết. Đi ra, Genju đi ra. Rồi, whitelist đó. Ngày 3 tháng 9 cũng ngày đó luôn, cũng cái ngày đầu tuần đó luôn, rất là nhiều con game tập hợp vào ngày 3 này. Phantom. Game này thì nói chung cái dòng vũ trụ với mà thứ 6 ngày 13, anh em là chơi mấy con game kinh dị dạng thứ 6 ngày 13 mà đi chém nhau từ online cho đến offline, cốt truyện hùng dọa đó, thì có thể thích game này. Nó có là cho Match Master với Multi Ending nè, một con game kinh dị mà anh em có thể mà có rất là nhiều cái kết thúc khác nhau, tùy thuộc vào những cái lựa chọn của mình. Đó là kinh dị tăm tối thôi, nên anh em như xem một bộ phim mà tương tác kinh dị với đó. Đó giống na ná như những con game có dòng Dark Picture rồi chẳng hạn, rất nhiều thứ luôn. Ngoài ra khi anh em mà mua con game này á, anh em nếu như chơi cái dòng game thứ 6 ngày 13 thì nhà phát hành họ nói có tặng kèm cái bản gì nữa, tôi cũng không để ý nữa. À đây đây nè, bạn cần phải liên kết tài khoản của cái con game này với con game mà Dead by Daylight gì đó, cũng thứ 6 ngày 13 gì đó, thì sẽ nhận được cái phần thưởng trong con game đó luôn. Anh em nào có con game này mà hứng thú với con game mới ra mắt này nữa thì có thể thử qua được. Khi tôi thấy game này kinh dị thì tôi xác định tôi chơi qua YouTube rồi, còn những cái streamer khác rồi chứ tôi thì không có đủ gan để mà chơi mấy game này đâu, thậm chí không đủ gan để mà xem luôn đó. Nhìn nó ấn tượng tết nha, vẫn là một nhóm mấy mà bạn trẻ này đi vào một cái thành phố hay cái thị trấn nhỏ đó khám phá mọi thứ rồi bắt đầu bị hù dọa từ từ. Cái đoạn video đầu tiên thì nó dựng theo cái kiểu hiệu ứng hình ảnh nó cổ điển khá nhiều, cái đoạn video này nhìn nó đẹp hơn. Game này tôi hóng mấy streamer chơi thôi. Trong cái đợt mà Game Awards gần đây hay là cái giải sự kiện mà Summer Game Fest đó, thì anh em sẽ biết qua cái đoạn trailer về con game này. Không có video luôn, chỉ có nổi 5 tấm hình thôi, ông đẹp ông lười vừa vừa. Anh em mà chắc biết Hagi Potter rồi chứ gì, thì đây là Hagi Potter của chúng ta với cái giải đấu bóng gì đó tôi quên tên nó rồi. Thì cứ chổi đánh bóng thôi.
nên con game này nó tập trung vào yếu tố PvP nhiều hơn là single player đó, giá game cũng tương đối cao nữa, nên chủ yếu là cho mấy cái dòng fan của game này thôi. Mình New York WB hãng của cái này luôn, nó là Hot World Galaxy của đầu năm đó, anh em thích cái thể ôi ơi nhìn cái này là thấy phải nạp tiền trong game tương đối nhiều rồi đó nha. Anh em thích cái thể loại này có thể rủ bạn bè hoài niệm về cái thế giới Harry Potter tuổi thơ cũng được, ông đếp ông lười đăng lên có đúng 5 tấm ảnh, 5 tấm là tối thiểu cái sợi tim, thậm chí không có video luôn. Game này thì tôi cũng là không muốn chơi cho lắm, nhưng mà có kỳ thì sẽ thử qua, mặc dù nó yếu tố thể thao khá là nhiều, lại yêu cầu phải có mà kết hợp với những người chơi khác nữa, bù lại thì cái lượng follow rất là đông nè, chứng tỏ cộng đồng họ cũng rất thích game này. Fetcher Divide gì đó, con game này thì tôi cũng được invite rồi nhưng mà không có thời gian chơi thử. Nó là dạng con game miễn phí ghi đô lay, anh em có thể chơi thoải mái luôn. Nói một cách đơn giản nhất thì nó là phong cách con game Valorant nhưng mà lên một tí màu mèo vô. Anh em nhìn, tôi không có chơi Valorant, con game đó nhanh quá à, già cho tôi chơi không có nổi. Nhưng mà anh em nhìn mấy cái thiết kế giao diện UX UI rồi với mấy cái style game này á, đảm bảo sẽ nhớ ngay đến Valorant luôn. Nó tương đồng rất là nhiều thứ, từ cái bộ kỹ năng thiết kế giao diện rồi điều khiển màn hình đồ nữa, rất là nhiều thứ hết. Streamer họ cũng đang chơi game này khá nhiều á, nhưng mà già cho tôi thì chơi không nổi rồi. Tôi đang chơi con là Deadloop của mà vào nhiều hơn đó. Anh em nhìn thấy giống Valorant không? Con này cũng miễn phí luôn, nên anh em mà muốn đổi gió đổi không khí một tí thì nhảy qua game này cũng được. Tôi thì chưa có chơi Valorant nhưng mà lâu lâu tôi thấy một số cái con kép hình ảnh của nó thì cũng tương tự như này đó, nhìn cũng khá là đẹp mắt nha. Con này thì cái đồ họa nó hướng đến stylist nhiều hơn, anh em nhìn sẽ có những cái nét viền bo rất là đậm nè, chứ không phải là dựa vào yếu tố chân thực. Ngoài ra thì mấy cái vật thể thì nó vừa hòa lẫn với hai cái luôn, nhưng bên đây nét quyền đậm còn bên đây thì nó lại nhạt, nên con game này á rất là khó nhìn, anh em mà chơi không quen rất là khó nhìn luôn. Đây quyết định này đi, để nó ra mắt thử, cộng đồng rất là đông đảo, 36.000 lượt follow nè, game miễn phí mà, nên anh em có thể chơi thoải mái với bạn bè. Shipper cũng ngày 3 tháng 9 luôn, một cái ngày mà quá nhiều con game ra mắt ngay cái đầu tháng 9 này. Hồi xưa có một số cái dòng game mà anh em lái cái xe ô tô đi vòng vòng thế giới ngắm cảnh rồi á, thì bây giờ người ta chán ngán cái việc là lái trên trái đất rồi, người ta lái ra ngoài vũ trụ để người ta ship hàng luôn đó. Anh em sẽ lái một cái container này đi ngao du khắp mà cái vũ trụ này, trải qua rất là nhiều cái mà thế giới đâu khác nhau, mỗi cái vũ trụ thì nó có một cái đặc trưng riêng, anh em có thể ngắm cảnh hoàn cảnh từ ngoài trái đất vòng nhiều hơn. Nhưng mà ngắm ở ngoài vũ trụ như thế này tôi cũng không biết ngắm cái gì ngoài đất đá, nhưng mà ba cái này thôi cho lơ lửng nè, không có nhiều cảnh đẹp cho lắm. Cái này trong đợt Steam Next Fest á thì có cái bản demo cũng rất là hot, anh em có thể thử qua cái đợt đó hoặc là coi lại mấy video cũ trước cái game này. Hiện tại thì tôi chỉ thấy nó lái xe đi vòng vòng vậy thôi, chưa thấy quá nhiều điều ấn tượng. Anh em thích cái dòng mà lái xe đi khám phá thế giới ngắm nhìn phong cảnh đâu thì con này có vẻ hợp, cho nó lại giống Oxygen Not In luôn được, bộ bối cảnh vũ trụ là giống nhau à, gợi ý gì kỳ vậy. Game quản lý quán rượu tôi có kia rồi, hôm nào tôi sẽ chơi thử game này. Mình sẽ nhập vai vào một cái người quản lý quán bar rồi xài rất là nhiều, sử dụng rất là nhiều cái kỹ năng trong cái trường hợp này luôn nè. Lúc nhìn thứ nhất thế giới mở nè, cái quán rượu ở thế giới fantasy là mình có thể hành động là câu cá là săn bắt là khám phá là hoàn thành rất là nhiều cái nhiệm vụ nhỏ nhỏ vui vui khác luôn, đặc biệt là cái phần nấu ăn, thậm chí mình có thể co-op với bạn bè chia ra 40 màn hình như thế này đó hả. Quản lý nhà hàng quán rượu rồi mini game đơn giản là vậy, nhưng mà con game này chơi co-op thì có vẻ vẻ vui đó. Chơi một mình thì anh em làm lắm chuyện phải làm luôn, đi săn thú lấy thịt rồi thực hiện một số nhiệm vụ nè. Nói chung con game này tổ hợp của đa thể loại, cái gì đàn tiên cá kìa à. Đàn tiên cá mà không có hai cái vỏ sò nó mới đẹp, mạng tôi anh em nhìn thấy nó khổ không, lót Steam mà lót còn giảm nổi nữa. Rồi game này cũng tương đối thú vị, thử luôn ngày 5 tháng 9 co-op lên đến 4 người chơi, hy vọng giá game rẻ tí. Đây luật sư Trần Văn Phượng của chúng ta thì bây giờ đã có một cái phiên bản mới rồi, tôi không biết cái phiên bản này nó có cải thiện hay là khác biệt quá nhiều thứ không, không lết nổi video anh em ơi. Vô thử cái VPN Việt Nam ơi, chứ mạng đừng cứu bây giờ rồi, khổ quá. Rồi đó, vô VPN cái anh em nhìn nó lót cái 1/4 giây luôn. Luật sư Trần Văn Phượng của chúng ta có một cái phiên bản mới, tôi không biết cái phiên bản này là nó ghép từ những cái lỗi cũ lại hay là nó là một phiên bản mới khác biệt hoàn toàn luôn thì tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy cái đoạn này nó hơi lạ rồi đó, nên mà tôi cũng rất muốn thử qua game này, đặc biệt là cái bản dịch cũ của chúng anh em Việt Nam đó. Rất là cống hiến thì bản dịch cũ đó, chơi cũng có tiếng Việt thì nó dễ hiểu hơn, nhập tâm hơn rất nhiều. Bản mới này mà chơi tiếng Anh đó, thì chịu khó đọc hiểu rồi tìm hiểu tòi cũng mệt lắm, đau đầu lắm, nên cố gắng chờ thôi. Thanh niên này tên gì quên mất tiêu ta, thanh niên này mà cũng mê anh Phượng chứ lắm á, bạn cũ của anh Phượng nè.
Đây gì đẹp quá. Ủa, lần này tới thanh niên này làm cái bị can rồi đó hả? Ủa, bị cáo rồi đó hả? À, cái vụ chết trong thang máy nè. 23 tháng 8. Hy vọng là game này có nhiều thứ để chúng ta khám phá thêm. Quyết định đi, chừng nào rảnh thì chơi sau. NBA 2K5 thì cứ năm 24 thì nó sẽ ra bản 25, năm 25 thì sẽ ra bản 26. Tôi thì cũng không mà để ý con game này lắm. Mấy cái NBA này thì lâu lâu tôi coi một số cái highlight trên mà Twitter đầu họ đăng mấy cái giải đấu thôi. Thanh niên editor của cái mà mấy cái giải sự kiện này á, editor rất là khủng khiếp luôn. Editor là dạng như anh em chỉnh sửa cái video á, nhìn một cái giải đấu mà họ cắt cái video họ ghép lại gần như một cái trận đấu 30 mấy phút mà nó còn có 30 giây thôi, nó liền mạch với nhau một cách cực kỳ thống nhất nữa. Xem mấy cái giải đó rất nhiều, anh em mà đọc cái bộ truyện rồi Samdun hay là cái bộ truyện gì đây của Nhật Bản có mà thằng bóng ma gì đó, thì mấy cái kill này trong truyện nó mô tả sao lên đời thực nó đều làm được hết, thậm chí làm được rất ấn tượng luôn. Chuyện cực nhanh này, chạm rồi ném nhảy gì đó, tốc độ rất là cao, tôi thích xem hơn là thích chơi. Mà cái dòng NBA này nó nổi tiếng về lỗi ha, lỗi nó rất là khủng khiếp luôn, lỗi bớt đồ tùm lum lắm, nên con game này ra mắt thì anh em nên cân nhắc trước khi xuống tiền nếu như anh em là fan của dòng bóng rổ này. Ngày 9 tháng 9, một cái ngày rất là đẹp, nên bơm tấn của chúng ta là Fat Magi 2 gì nè. Game này thì quá nổi tiếng rồi, nên cái đợt này làm lợi cũng rất là nhiều fan luôn. Hiện tại thì đã có rất nhiều người theo dõi game này rồi, IGN đầu cũng sắp lên bài review đó, tôi chờ chắc khoảng là lần đó thôi. Mình có cảm giác bắn giết càng lướt với vật rất là thoải mái, vẫn là cái bối cảnh vũ trụ của Warhammer, War 40k chứ, nên nó cực kỳ rộng lớn bao la, anh em tìm mà đủ thứ hết. Sao mà không có cái cảnh mà lao vô vút gì anh chứ, đó. Nha. Đồ hạ nó thì xứng đáng với cái tầm game 3 luôn rồi. Có giá game này, giá game này thì cũng là 3 thiệt. Ồ, bản này anh em có thể chơi trước được 4 ngày trước khi kỳ lưu, giá nó thêm 400k nữa, gấp rưỡi cái bản này luôn á. Mấy bản này chơi streamer hay là những fan cuồng nhiệt là họ không thể bỏ qua đâu. Đó, anh em nhìn nó đánh đấm rất là lực luôn, cảm giác rất là máu chiến luôn á, từ súng ống tới vũ khí cận chiến rồi đến càng lúc với vật rồi. Có thể co-op với bạn bè nữa thì càng quá ngon. Ấn tượng hết luôn. Là sao cái chất lượng video nó lại mờ câm như thế này ta? Tôi thì đang hóng một cái chất lượng video nó tốt hơn nhiều. Tiếp tiếp rồi, chờ thôi. Anh em mà tầm đúng một tuần sau ngày 4, ngày 5 á, thì anh em có thể có những cái streamer họ bắt đầu lên sóng game này rồi. Từ ngày 5 tháng 9 là chúng ta có video có thể coi chơi qua YouTube được rồi đó. Thì tới ngày 9 tháng 9 thì chúng ta mới bắt đầu chơi được game này chính thức. Còn anh em mua mà bản sớm này giá hơi cao một tí thì tới đó chơi luôn cũng được. Đây có hai đại gia bắt đầu xuống tiền mua game nè. Đúng là đại gia thiệt, tôi thì chỉ có thể nhìn thôi. Một con game về mô phỏng mà những cái đường gây xe lửa. Ở Việt Nam mình á, đường sắt nó không có nổi trội đâu, nhưng mà bên mấy xứ như mà châu Âu, phương Tây hồi xưa đó, cái đường sắt của họ là nó mang tính hoài niệm rất là nhiều luôn. Nó thậm chí mạnh như mà cái kiểu gọi là xe Honda ở Việt Nam mình á, nên cái dòng đường sắt ở bên bển nó là như một cái loại văn hóa truyền thống rồi. Nhiều rất là nhiều người đam mê cái loại này, họ thậm chí là từ cái thời mà anh em có cái máy tính, những con game đầu tiên á, là có những con game mô phỏng về đường sắt nó nổi lên rất là nhiều. Một trong những con game về trò chơi mô phỏng đầu tiên cũng nói về chủ đề đường sắt nè, nên bây giờ người ta vẫn rất là mê chủ đề này. Anh em đam mê xây dựng hay là quản lý đầu có thể thử qua game này để ngắm nhìn rất là nhiều thứ, chủ yếu là mấy cái đầu máy xe lửa nó cũng chính tiếng sình sịch rồi tiếng gây xích đầu đó. Con game này làm hiệu ứng khói hơi xấu nè, khói hơi xấu. Con game này thì tháng 8 là tôi đã nhắc về nó một lần rồi, tuy nhiên nó delay sang tháng 9, ngày 10 tháng 9 luôn. Tôi cũng không biết sao delay nó, tại vì trong cái tháng 8 này ra mắt con game thể loại này cũng khá là ngon á, không có đối thủ cạnh tranh, trong khi qua bữa tháng 9 thì quá nhiều nữa. Trong khi tháng 8 này thì chỉ có mỗi con Wukong với mà con Star Wars Outlaws thôi, nhưng mà hai con game đó ba nó cũng không liên quan nhiều. Anh em nhìn cái đoạn này rất là xử lý rất là mượt mà luôn. Sau một thời gian delay thì không biết có cải thiện thêm gì nhiều không, vẫn có bản demo chúng ta trải nghiệm đây. Tower Bone. Game này thì nó online nha, không có single player, không có up, nên tôi cũng mà nhận kia rồi chờ thôi, chờ đến lúc game ra mắt tôi mới chơi được, chứ bây giờ cũng chưa muốn chơi sớm nữa. Cũng chưa biết con game này nó ra sao, nhưng mà thấy đồ họa nó theo cái bối cảnh stylist như thế này cũng tương đối đẹp đó, cách điệu rất là nhiều luôn. Dịch thử cái đoạn này á. Thấp chuông là ngọn hải đăng, nơi chứa đựng toàn bộ hy vọng giữa sự và sự an toàn giữa cái đống đổ nát của loài người. Thành phố của những con số. À, game này dạng màn hình ngang rồi.
dạng mà ngang đi chặt chém, nó giống như cách làm gì mấy với mấy con game mới ra mắt gần đây á. Game này có bạn bè chơi thì được, chơi một mình thì chắc không có khả năng đâu. Rồi, một con game tương đối thú vị. Vẫn Ellie Upset đó trời, Ellie Upset này nữa rồi. Tôi thì không thích cái mấy con game như thế này mà Ellie Upset lắm. Tại vì Ellie Upset á, nếu như anh em chơi một mình á thì anh em vẫn thể chấp nhận được, còn anh em bắt buộc co-op với bạn bè là anh em ngủ người ta chơi cái bản Ellie Upset nữa thì cũng tương đối ngại. Tại vì con game lúc đó nó chưa hoàn chỉnh. Khi mà mình chơi một con game Ellie Upset là mình đã mạo hiểm rồi đó. Đây một con game nông trại nhẹ nhàng thư giãn dành cho anh em, nếu anh em thích thích cái dòng mà thích cái dòng nông trại như thế này thì đây là một sự lựa chọn rất là tươi đó, rất là tươi mắt, thú vị luôn, nó rất là nhẹ nhàng thoải mái. Thực ra game nông trại thì chúng ta vẫn phải vào rồi làm việc, rất là nhiều thứ cũng mệt mỏi cho lắm đó, chứ không phải thư giãn đâu. Game này thì tôi thấy là chủ yếu nó đi khám phá thì nhiều đó, chứ không phải là tập trung vào cái việc làm nông đâu, thậm chí có cả thế giới dưới nước luôn nè. Máy móc xây luôn cái diện bảo tàng, cái thành phố này thì nó tương đối đổ nát lý đó. Được, game này được. Clip, một con game chủ đề nông trại khá là thú vị, thậm chí có bối cảnh dưới nước, dưới lòng đại dương luôn, trong hang động rồi luôn. Nhưng mà tạo hình như thế này có thể kén người chơi á, bây giờ tạo hình thú nhiều quá. Quá nhiều loài thú, quá nhiều loài động vật. Kệ cũng được, tạo hình thú anh em đỡ phải cái chuyện mà đa sắc tộc gì đó. Nè, lại cái Alien Upset này nữa rồi. Mới có ngày 1 với ngày 10 nữa đó, bây giờ qua ngày 11 đến ngày 20 nè. Midworld, một con game phong cách pixel nè, không phải pixel mà nó chủ đề cổ cổ, màn hình ngang trên xuống luôn. Nó là sandbox nhưng mà nó thêm cái yếu tố farming sim là cái chủ đề nông trại đó đó. Tuy nhiên thì con game này nó rất là nổi tiếng trên cái cộng đồng đó. Thì điểm hiện tại tôi thấy rất là nhiều người theo dõi luôn, hyper cực kỳ nhiều. Ra thông tin cái là được tương tác cực kỳ cao. Mỗi cái trailer ra mắt cái là rất là đông khán giả. Anh em nhìn nó chậm chậm đu đù như thế này á, nhưng mà tôi nghĩ nó hướng đến rất là nhiều thứ, cái chủ yếu là chiều sâu của gameplay nè. Ngoài ra thì cái độ hài hước của con game nào nữa nè. Phong cách đồ họa, cái thiết kế giao diện nó cũng rất là cổ luôn nha. Đúng cái kiểu trung cổ đến mọi thứ luôn á. Từ cái phần nhìn cảm nhận đó, uống rượu vô say xỉn nè. Anh em nhìn nó như một cái tờ giấy bị nhào nát rồi cổ nha. Thời đó thì chưa có công nghệ in ấn phát triển đâu. Mấy cái bản sách ra vẫn là chép tay là chính đó. Sau này công nghệ in nó mới phát triển lên. Có demo cho em chơi, game ra mắt bản đầy đủ, rất thú vị. Wishlist 23.000 lượt follow cũng khiếp luôn. Dragon Quest này thì cái vũ trụ nó cũng cực kỳ khủng khiếp, nó rộng một cách là quá là rộng luôn. Game của Square Enix nên giá cũng không có rẻ đâu. Tôi cũng không biết cái bản này là nó có khác biệt hay là nó có nối tiếp cái dòng game gì không, do tôi chưa có chơi cái nào nên cũng không biết nên không có nói bậy được. Đồ họa thì cũng tương đối là hoạt hình tí, trẻ con tí, trẻ em tí. Giá game là gần một củ. Bây giờ con game chủ đề lái xe mà nó hướng đến cái sự chân thực đồ họa rất là nhiều nè. Anh em thích cái dòng đua xe đồ thì có thể thử qua được con game này. Tôi nhìn mấy cái trailer nó làm cũng đẹp lắm, thiết kế rất là chỉnh chu luôn. Tôi có biết lái xe đâu mà chơi, nên chú ý coi là chính. Ngoài ra thì cái sự đồ họa này nó rất là đẹp nữa, nên anh em mà có dàn máy ngon ngon tí rồi đầu tư thêm cái bộ vô lăng rồi lái xe đồ nhập tâm rất là đã. Sao không thấy có phần gameplay nào cho anh mà nó cắt cảnh liên tục như thế này ta? Đua xe lái xe thì tôi chỉ mới có chơi cái dòng Horizon thôi. Hai tuần nữa giá game cũng tương đối cao đấy. Nó có bán nguyên cái bộ builder cho anh em mà lựa chọn luôn à. Giá gần cũng hơn cũng à. Thêm đống DLC nữa trời. MMO là có thể chơi được với những người chơi khác, chắc lái xe đua với nhau thôi. Đồ họa nhìn cũng đã ha. Bật ra dây sinh lên màu sắc nó chói với anh nè. Lấy xe đừng ngừng luôn. Cái này là những cái con ghép họ dựng, họ render rất là chi tiết rồi. Chứ trong game thì anh em không thể hy vọng được cái nền đồ họa nó lên được cái mức này đó. Xây dựng cái nhà riêng luôn giống GTA đó ha. Marvel đấm cáp cơm, mô phỏng về những con game máy thùng hồi xưa, cổ điển. Cái này nói về những con game hoài cổ thôi. Tôi mới thấy em Chun-Li rồi. Captain Marvel nè. Hitman nè. Anh em nào đam mê cái dòng máy thùng á, thì cáp cơm bây giờ họ chuyên gia đào lại mấy cái mà CG cũ á, rồi xong rồi chế một bản lại phát hành. Tất nhiên là giá không bao giờ là rẻ đâu. Giá không rẻ nhưng mà bán lúc nào cũng chạy nha. Tại vì cái cộng đồng mà tín đồ của họ từ hồi xưa tới giờ rất là nhiều. Đi từ những cái dòng máy cổ lên rất là nhiều luôn. Những người đó thì cũng có tuổi hết rồi, nên tiền bạc với họ là không có quan trọng bằng cái vấn đề hoài niệm. Nè, Chun-Li của chúng ta nè. Thời xưa thời cổ điển luôn á. Hút đó.
Gil phải không ta? Gil Gil gì đó. GK, anh em nhìn một cái đồ hình di động bối cảnh phù thủy. Không biết có thẻ lớp gấp không? Không có thẻ lớp gấp à. Game này đến giờ thì tôi vẫn chưa biết nó nói về cái chủ đề gì. Nó mang yếu tố xây dựng single player đó, nhưng mà tôi vẫn không hiểu chi tiết cho lắm. Đi khám phá rồi điều chỉnh nhân vật rồi sandbox rồi nè. Tôi vẫn chưa gần cái gameplay nó. Nên nhưng mà nhìn cái phong cách đồ họa với bối cảnh thế giới nó xây dựng rất ấn tượng luôn nha. Nhạc thì nó cũng mà du dương như thế này nè. Tạo một cảm giác rất là kịch tính luôn á. Rất là kỳ bí bí ẩn nè. Tháng 8 gì nữa, ông giờ qua tháng 9 rồi nè, ông chưa sửa cho nó là con game này thì nó cũng delay một lần rồi mới như vậy đó. Chơi nhớ tháng trước là có thông tin về nó rồi. Chúng ta nuôi gà xây nhà trên lưng con thú à. Nguyên con game này bối cảnh nó cực kỳ lát đép luôn nha. Tôi không thấy một tí ánh sáng nào trong con game này vào ban ngày luôn. Nó chỉ có là ban đêm và cực kỳ tối thôi. Mờ dần. Con game chủ đề pixel giả lập thành đồ bếp, lượng follow rất là cao. Mặc dù vẫn đang lấy upset. Game này thì tôi thấy lướt mấy cộng đồng mà pixel trên cái tiết rồi. Họ rất là thích game này luôn. Nhưng mà công nhận nó đẹp thiệt. Rất là đẹp. Anh em nhìn từ mấy cái đồ họa màu sắc rồi nè. Xây dựng một cái thành phố cực kỳ chi tiết luôn. Nhìn rất là đã mắt nha. Hiệu ứng đồ khối rồi mây gió rồi lá cây nó bay nữa nè, rất là sống động. Cái này là gì đi, uống trà sữa đó hả? Giỡn con này nó gớt. Có cả yếu tố chiến đấu trong game này luôn, cũng tương đối mượt mà. Chiến đấu thì tương đối đơn giản thôi, hit and gun là chính. Tôi chưa thấy có mà bộ kỹ năng hay chiêu thức gì cả. Đây, quản lý nhà hàng thì chúng ta đương nhiên là có nấu ăn rồi xây dựng cái cửa hàng của mình, mời khách vô. Này là chắc mini game thôi, đẹp quá ha. Game pixel mà làm như thế này rất là đẹp luôn á. Pixel art thì đúng không? Nó là cái nghệ thuật của những cái điểm. Được, game này rất là đáng chú ý, xứng đáng một wishlist chờ ngày ra mắt. Có thời gian thì tôi nhất định thử qua game này luôn. Hy vọng nó có cái cốt truyện mà nào thấm thía anh tí. Không thấy. Không thấy cái thẻ cốt truyện rồi. Game này thì tôi đã chơi một lần cái bản demo rồi, chơi xong rất ấn tượng luôn. Mình chỉ là lái chiếc xe này đi vòng quanh thế giới rồi giải những cái câu đố nó gãy gác lan man thôi. Phần lớn là tìm đường ra ngoài vũ trụ luôn đó hả? Nhạc rất hay nha. Game này lần nào nghe nhạc tôi cũng thấy ấn tượng hết. Trailer họ cũng đổi mới này nè, nó hơi khác với trailer lần trước tôi xem. Tôi cũng rất hóng lần này, có đăng ký nhận kỳ rồi nhưng mà không biết có nhận được hay không. Bản demo thì tôi cũng chơi rồi trên kênh nữa đó. Anh em có phục lựa thể mà lướt lại đi xem. Bộ con game này đồ họa nó phối màu rất là đẹp nha. Anh em nhìn cái tông màu họ làm đập nhạc rất là đều nè. Nó không có đối lập nhiều, nó làm nó hoài hòa cái màu sắc với nhau đó. Theo cái kiểu màu như thế này nó đồng nhất với nhau thành một bộ luôn. Nhìn vô là thấy rất là cảm tình, rất là ấm cúng, rất là nhẹ nhàng. Trong con game này thì mình chỉ lái một chiếc xe này thôi, xe này xe mượn nữa, rồi đi vòng vòng xung quanh đây tìm những cái nơi phát ra tín hiệu và giải đố đó. Con game này chủ yếu thiên hướng là khám phá, tìm đường và giải đố. Giải đố nó cũng tương đối nhẹ nhàng, chủ yếu mình đến đó mình thực hiện một số cái động tác là xong. Một game khá là hay, rất là hay. Nó giống giống với con Yusan này đó, đúng rồi, đã gợi ý đúng rồi. Game này có thời gian rảnh thì tôi sẽ chơi lại con game này. Lần trước chơi thì đi hơi vội, lướt lướt nhanh. Game này thì nó leo núi là chính rồi. Game này là nó đang trong cái đợt mà ủa nó không tham gia cái sự kiện này hết ta. Isometric là mấy con game dạng ô vuông khối khối này đó, nó giống như bàn cờ đó. Đang có event mà con game này nó không tham gia đâu. Con game này thì nó mang tính ma quái khá là nhiều, gọi là hắc ám đó, học viện quái vật nè, trường học quái vật gì đó, trường học quỷ dữ. Nó dạng ô tin bay như thế này thôi, chủ yếu là thiên về tính toán phức tạp, còn không biết có cốt truyện hay cái gì không. Nó có thể hại thuốc chưa nữa nên chắc là không có đen tối quá, có trò đùa đen tối nữa nè. Game này nhìn thì có vẻ tính thích nhưng mà chơi thì chắc cũng hơi đốn thời gian đó, mò mẫm khá là nhiều luôn. Đồ họa này nhìn nó vừa đẹp vừa chân thực mà nó vừa ghê ghê kinh dị nữa. Cái này combo kill à.
Cũng được, game tầm tầm thôi. Con game này thì anh em sẽ nhập vai vào một cái ông già bị biến dị vậy đó, đi cứ ngang ngang thôi. Tôi thu luôn nè, đó, cứ đi màn hình ngang như thế này. Tôi không biết có yếu tố chiến đấu hay gì không, hay là chỉ sinh tồn khám phá này, dạng giải đố rồi nhiều tương tác là chính. Nó không có đánh nhau, chủ yếu là tương tác nhẹ nhàng thôi. Còn ông già bị biến dị gì đó. Nhìn con mắt không ngờ. Được, màn hình ngang thì nó dễ chơi, cốt truyện truyền tải cũng khá là nhiều. Như con game Dead War Mine, nó nói về cái chủ đề chiến tranh thì cũng màn hình ngang như thế này. Cũng nhập vai cho một cụ già như thế này. Con này chơi rất là nhiều mấy cái thẻ lạ nha, rất ít những con game xài những cái thẻ này. Detect review đúng không? Đâu, yếu tố chiến đấu có không? Không, tôi nghĩ là quick time event thôi. Hay là canh đúng thăm minh đầu một vài cái thao tác cơ bản là được. Và đừng nói con này nó... Ôi ôi. Đừng có nói đó là cái ảo giác của ổng rồi, ổng giết người thân nghe. Không có thẻ dòng cốt truyện rồi. Là có nè. Được, game này được. Đây, bom tấn này thì chắc khỏi nói giới thiệu với anh em nữa, những gì, Square Enix. Bây giờ có bản demo để anh em thấy thử cấu hình rồi đó. Giá nó là 50 đô luôn. Củ 3. Chưa gồm mấy cái DLC, mấy giá DLC gì cũng hên xui nữa. Sau một thời gian thì con siêu phẩm này nó cũng đã lên phiên bản cho máy tính cho anh em có thể trải nghiệm thoải mái. Anh em biết lên máy tính thì sẽ có chuyện gì xảy ra không? Đó là những cái bản mod. Mà mod thì đa số về cái yếu tố ấy ấy không à. Nên em có thể mà xem được một số nhân vật nữ rồi đó. Được, lên PC mà được như thế này thì cũng xứng đáng hết. Ok. Ngày 17 tháng 9, tức là sau giữa tháng 9 đấy. Lúc đó thì còn đối nhiều đối trọng nữa. Đây là một trong số những con game tôi rất ấn tượng nè. Xem cái trailer nó từng đầu rất là độc đáo luôn. Nhìn thì trông có vẻ đơn giản nha, như một cái cuốn sách mà vẽ tay hoặc hình như thế này thôi. Nhưng mà con game nó không có đơn giản như thế này đâu. Đó, anh em nhìn là mới đầu tiên thì tôi tưởng nó là kiểu 2D đầu thôi. Bây giờ nó qua 3D liền luôn nè. Nhân vật từ trong sách nó nhảy ra bên thế giới bên ngoài thì nó sẽ như thế nào? Cái phong cách hoạt hình này làm nó rất là khó nha. Không phải dễ đâu. Animation nó dựng cũng rất là khó đó. Nên mà mượt mà như thế này đó một điều rất đáng kể rồi. Nên thời gian anh em, thời gian mà dev á, họ đầu tư vào một cái con game 2D mà nó mượt mà như thế này đã là một vấn đề rất là khó. Nhưng mà bây giờ không chỉ là vấn đề 2D thôi, họ còn đưa nó ra thành cái vấn đề 3D nữa, thành ra cái độ khó nó còn cao hơn rất là nhiều. Đây, nhân vật nó nhảy ra khỏi sách, nó đi vào cái thế giới bên ngoài luôn đó. Nên họ đầu tư game này cũng tương đối rất là nhiều đó. Từ 2D cho đến 3D luôn. Anh em có thể tương tác giữa hai thế giới này một cách mà rất là mượt mà suôn sẻ với nhau. Đúng. Game này nhìn phát là thấy thích liền luôn. 2D và 3D. Đầu tư như thế này là người ta đủ sức làm luôn hai con game á. Gì mà mới vô nhét một đống FX như thế này. Game này thì tôi lúc trước cũng có thử qua một tí rồi. Không biết bây giờ có bản demo để chơi không. Lúc trước thì cũng chơi thử thôi. Cũng tương đối ổn. Nó là mình có thể chơi một mình với chơi với bạn bè không nha. Vô trong game thì tôi thấy cảm giác đó, nó vẫn còn khựng khựng rất là nhiều. Cơ chế điều khiển nó cũng chưa có được mượt mà đâu. Nói chung là lúc tôi chơi thì cũng lâu lắm rồi. Nó vẫn còn hơi khựng khựng tí, sượng tí. Không biết thì sau này có cải thiện không? Anh em nhìn nó mà nhảy nhảy bay bay lướt lướt gì đó. Chứ thực ra vô game thì hơi khó làm mấy cái đó lắm. Tôi nhớ còn có đu dây rồi nữa mà ta. Anh em thích cái dòng Monster Hunter thì thử quan này được á. Nhìn mấy cái con quái vật trong cái thế giới này cực kỳ rộng lớn như này, mấy con quái to to đó, mình nhảy vô mình đấm nó thì đúng đã luôn. Monster Hunter của anh em à. Thôi, ok, game rất ổn. Có bạn bè rủ nữa chơi thì được, chứ đánh một mình mà gặp mấy con boss như thế này thì ăn hành gặp mặt đi. Đây là con game giải đố trong cái đợt mà Salem Netfest luôn đã chơi rồi. Nó là cái phiên bản tiếp theo của cái dòng mà Machinica này lần trước. Thì lúc trước Machinica họ đã có tặng luôn nguyên cái bản cũ nha. Cái bản cũ là họ có tặng miễn phí luôn. Anh em nào nhanh tay nhận cái đợt đó thì coi như là chơi cái phần tiền truyện của cái game này luôn á. Phần 1 của cái game này á. Thì sau cái phần 1 chúng ta nghiên cứu về
museum phải không ta, trong cái viện bảo tàng đó, thì chúng ta lắp ghép được một thiết bị bay ra ngoài không gian, thì sang phần 2 này chúng ta đã ra ngoài không gian luôn, ra ngoài vũ trụ luôn, giải những câu đố ở bên ngoài vũ trụ. Thì trong cái đợt demo sẽ đem nét phép thì cũng thử qua rồi, cũng tương đối ấn tượng, vẫn giữ được cái nét mà đơn giản của dòng game cũ, nó chỉ là phone nick thôi, mình tương tác với máy móc thiết bị như thế này. Anh em thích cái đờ gum thì có thể thử qua được, tôi thấy nó cũng có một phần giống rất nhiều với cái con game đờ gum, nơi mình tương tác với những cỗ máy thiết bị máy móc, rất là nhiều thứ trong game này. Nói chung đây là game rất ấn tượng, đúng cái chủ đề giải đố mà tôi thường hay chơi. Game Soul Like của anh em đây, dòng Soul Like không thể thiếu. Ngày 19 tháng 9 thì bọn con game này nó làm ổn tí, chứ tháng trước thì cũng có một con game tương đối Soul Like nữa, là con game gì, con bé da đen đen có một tay cầm cái súng á. Game đó thì tôi không thấy ấn tượng lắm, nhưng mà con game này tôi thấy ổn hơn. Nhân vật bên đây thì nó thiết kế không có chủ nghĩa mà hiện thực, nó là siêu thực hơn á. Nhân vật thì anh em nhìn nó hơi dị diện tí, tay chân nó cũng dài dài ốm ốm cao cao như thế này. Combat thì cũng hên chui nữa. Cinematic cái đoạn này dựng nó còn hơi yếu á nha. Quá chảo liền, cảm giác ba chạm thì trong cái đợt, cái đoạn cinematic này thấy nó rất là yếu luôn. Cái đó là trong cái đây thôi, chứ trong gameplay thì chắc là không có tính cinematic đâu. Game này nó làm thiết kế kiểu màu mè chi tiết rất là nhiều, cầu kỳ hoa lá đó. Nhìn từ cái bộ trang phục cho đến quần áo nó rất là nhiều mấy cái tiểu tiết nó nhét vô thêm luôn. Được, The Last xong. Keylogger, game gì đã gì, nhìn hoạt hình quá vậy, anime quá vậy. Chủ đề Cyberpunk tên bay mà nó lại là game nhịp điệu hả? Đã 2 năm rồi, dự án này làm hơn 2 năm rồi, chưa có thêm thông tin nhiều. Game nhịp điệu nên chúng ta phải quan tâm nhất cái vấn đề ở đây chính là cái âm nhạc, đồ họa thì nó đậm phong cách anime luôn. Nhạc cũng được, nhạc hay phết đó chứ. Kiểu nhạc nhẹ nhàng, vừa có phong cách của nhạc đồng quê lại cái nhạc thính phòng đó. À, trong cái tháng 8 này á, à đúng nhịp điệu hiện nè, hóa ra là nhịp điệu để mình tung ra cái chiêu thức và nó tính là rồi cái điểm đòn đánh thôi, xét thương thôi. Nhân vật nào cũng có ba mắt hết nha, chứ không phải là nhân vật của chúng ta chính của chúng ta đặc biệt đâu. Onichan nè, được. Game âm nhạc khá là hay. Trong cái tháng 9 này thì chúng ta có cái tháng 8 chứ, có cái DLC cũng có, mà cái gói Hummer Bundle á cũng nói về một con game chủ đề âm nhạc nghe rất hay luôn. Stay God, đây là con game này nè. Anh em mua cái Hummer Bundle của cái tháng 8 này thì có con game này trong đó luôn. Vẫn là con game chủ đề âm nhạc nghe rất là hay nha. UFO 50. Thì trong con game này á, anh em nhìn lướt sơ á sẽ thấy nó tuổi thơ rất là nhiều luôn. Không biết là anh em ở đây thế hệ mà 8X hay là đầu 9X á, hồi xưa mà chơi mấy con game trên máy băng á, chứ chưa đến máy đĩa đâu. Máy băng mà kiểu mua một cái cục băng giống băng cassette vậy đó, rồi lắp vô cái máy. Thì lúc đó giá nó rất là cao luôn. Một cái băng như vậy rẻ thì 50 ngàn, đắt thì 80 ngàn. Thậm chí có những cái con game mà nó đắt hơn đó. Nhưng mà về cơ chế thì nó vẫn chỉ là một cái băng thôi. Nên nó, cái băng nó dạng từng nó rất là mau hỏng luôn. Nên hồi đó mà mua được một cái máy, một cái băng để chơi game nó rất là tốn tiền. Thậm chí anh em mà 80 ngàn hồi đó rất là giá trị. 80 ngàn hồi đó là tiền tiêu mặt có khi cả mấy tháng trời á. Mua đồ đạc thì nó còn 200-500 đồng rất là nhiều, nên bỏ 80 ngàn ra mua cái cuộn băng cho game thì rất là giá trị. Thì lúc đó cũng sẽ có những cuộn băng nó lên cả ngàn trò chơi như thế này đó, một cái cuộn băng có cả ngàn trò chơi luôn. Thì thực ra thì nó không tới mấy ngàn đâu, nó ghi mấy ngàn vậy chứ ở trong có 300-400 game mà trong đó nó lại xào đi nấu lại gần như giống thịt nữa, nên tính ra là có khoảng là vài chục đến trăm game không chừng á. Thì bây giờ con game này UFO 50 là nó sẽ xào khoảng 50 con game theo cái kiểu cổ rồi đó, hoài niệm cho anh em chơi chừng con game này. Nên con game này nó giống như mà một cái đĩa băng hồi xưa chúng ta chơi vậy. Mua một lần là được 500, năm mấy ngàn con game nuôi trọng. Nhưng mà thực tế thì chỉ có vài trăm game thôi. Có điều những con này thì nó không có giống những con game trong quá khứ được, chắc là bản quyền gì đó, nên họ cũng làm lại mô phỏng tương đối thú vị. Nhưng mà nhìn rất là ổn áp nha, rất là, họ làm rất là tốt nha. Nãy giờ tôi nhìn một số con game như cổ như là con cha theo góc nhìn ngang là màn 2, màn 3 rồi. Game này ném 4 bàn rồi nè. Đó nhìn rất là đã, game này giống dạng bom á. Nên em nào thích mà cái dòng đa dạng multiplayer này, nhớ về tuổi thơ thì thử được. Tôi cũng rất là thích đó, giá game rẻ là chắc tôi mua luôn, 50 game trong một, giống mấy cái game băng hồi xưa.
God of War. God of War thì đáng tiếc là nó không có thị trường Việt Nam đâu, không có giá nè, em nhìn nè. Nếu có thì giá nó cũng khoảng cũ mấy hay cũ á, thì nó cũng lên PC luôn. Sau một thời gian dài cho nên mà độc quyền trên PlayStation rồi bây giờ lên PC. Nhưng mà chỉ mà ở một số nước quốc gia là có PSN thôi nha. Việt Nam mình không biết em. Nên nó chỉ có ở một số quốc gia như thế này thôi, nó cấm gần 200 quốc gia. Nên có mua con game này á, một anh em phải chuyển vùng cái ad Steam mình, tôi không khuyến khích cách đó cho lắm. Cái thứ hai nữa anh em mua key, mua key thì anh em cứ ad vô là chơi thôi, nó sẽ không bị phá vùng đâu, cứ thoải mái luôn. Còn cái cách thứ ba nữa thì nói ra hơi kỳ chút là thuốc, chờ thuốc cái đó rồi chơi đó. Nên con God of War này chúng ta muốn mua chính chủ thì gần như rất là khó luôn, không có khả năng đâu. Mua key thì cũng hên xui, bị lừa đảo gian thương, lừa lọc đồ rất là nhiều thứ nữa, nó rất là nhiều bất cập. Nên game này nhìn nó là một trong những game tranh cử giải GOTY mà, nên nó lên PC là điều đáng mừng. Nhưng đáng buồn là chúng ta không thể chơi được, chỉ có thể chờ đến lúc nó ra mắt rồi tìm cách mà chơi sau thôi. Nếu em mua thì nhắc giá cũng khoảng dao động xung quanh cái mốc này nè, mốc tính theo giá đô thì lân ra Việt Nam đồng là 60 đô rồi, chứ không có rẻ hơn nhiều đâu. Disgaea Delete lại một con game cổ của Capcom làm lại nữa. Bản này là bản remake, nói vẫn là cái chủ đề zombie rồi chúng ta đi quậy quạng đập phá trong thành phố rồi quẩy quẩy nó thôi. Capcom thì bây giờ xào đi xào lại mấy con game, mấy cái IP cổ rất là nhiều luôn, vẫn là chủ yếu là làm tiền đó. Anh em nhìn không có con game nào giá rẻ đâu, bán vẫn chạy, thì chúng ta cứ xào lại mấy cái tên tuổi cũ cũ rồi sửa thôi. Game này thì anh em vào đây quẩy quẩy là chủ yếu, game cũ với phong cách đồ họa nó mới mẻ hơn, vẫn là chủ đề zombie đi đập phá quậy quạng không tung té thành phố rồi luôn. Con đường võ hiệp phá được Kung Fu, một trong những con game mà trong tháng 9 này tôi rất là hóng của mấy anh em Trung Hoa. Chúng ta vừa có xây dựng quản lý lại vừa nhập vai, rất là nhiều thứ để làm game này. Đáng tiếc là chỉ toàn tiếng Trung thôi, tôi không hiểu gì cả. Nó cũng có kể chuyện rất là nhiều nè. Để tôi dịch thử cái đoạn này thôi ha. Không biết dịch được không đó, nếu như dịch được á, cái tôi nhìn cái cấu trúc câu như thế này là bắt đầu quan ngại đó. Khi mà anh em Việt hóa con game này sang tiếng Việt á, cái chữ tiếng Trung, cái hàng ngang này nó rất là ngắn luôn. Nên khi dịch ra tiếng Việt á, như cái chữ này là chữ ngày đi, thì nó sẽ dài ra như thế này, nó sẽ chiếm cái lượng chữ ngang rất là nhiều. Nên Việt hóa ra mà nó không có ngắt dòng, ngắt câu, chữ chỉ, chữ nó tràn ra ngoài rất là khó chịu. Để khắc phục cái vấn đề đó thì thu nhỏ phông chữ này thôi, nhưng mà thu nhỏ này rất khó nhìn. Nên cái kiểu mà hội thoại chép là một nùi chữ như thế này, Việt hóa rất là khó. Nhưng mà hy vọng là chúng ta có thể chơi được. Phát hiện ngôn ngữ. Từ nhỏ đã được nâng chiều, chưa bao giờ tưởng tượng thế giới lại có thể nguy hiểm như thế vậy. Thiếu niên anh hùng trên đường đi xa thì không có dễ dàng. Nếu thật sự không chịu nổi thì cũng đừng ép buộc bản thân quá. Cô Mama và Shinju không bao giờ muốn thấy em như vậy đâu. Tương đối dịch thì cũng được, tương đối khổ cực chút. Nó vừa có yếu tố chiến đấu luôn đó nè. Rồi không biết là đánh nhau nó có chiều sâu không. Cũng có combo rồi nha, như một game đối kháng đích thực luôn á, chứ không phải là múa múa thôi. Nhưng mà mấy game Trung Hoa thì bây giờ họ làm rất tốt mấy cái mảng này, kết hợp đa thể loại luôn. Một số cái thể loại đều kết hợp đa thể loại mà thể loại nào cũng làm rất tốt cả. Như con game hoạt hiệp chuyện tôi chơi đó, chủ yếu là cái cốt truyện đó là chính thôi, xây dựng rất là nhiều tình huống lắt léo. À có bùi cả cây kỹ năng luôn nè. Bừng tăng. Bối cảnh thế giới không nhìn xuyên xuyên như thế này cũng đẹp đó. Ồ, anh em nhìn mặc đồ ghê à. Game hay, game hay. Nhiều đó là thấy game hay à. Chủ đề võ hiệp cấp cha hả? Không nào đặt mà studio lên cấp cha luôn vậy. Cấp cha là mấy cái mã khi anh em vô web gõ Google cấp cha đó, điền mấy cái chữ hay là mấy cái số đồ 1234 đó. Ông nào cũng lấy cái tên đặt cái tên studio luôn. Cái này nhìn giống hệt con game mà cái gì ta? Immortal Tales gì đó, con game đó tên tiếng Việt là gì tôi quên mất tiêu rồi. Game gì có tên 4 chữ tiếng Việt á, tự nhiên nhớ lại quên. Nhớ được cái tên tiếng Anh đó. Hotfin 2 vào ngày 21 tháng 9. Delay quá nhiều lần rồi. Thậm chí con game này người ta bắt tay vào làm Việt hóa nó luôn rồi đó. Nên anh em cứ yên tâm, khi game này ra mắt khoảng chừng là một tuần đến một tháng thôi là có bản Việt hóa tương đối sơ bộ cho anh em trải nghiệm game này. Phần 2 này chữ nó rất nhiều luôn. Lúc trước thì tôi đi chơi thử bản đây test rồi. Đợt đó hình như họ mở cũng công khai lắm. Anh em ai mà mua cái bản delete lúc đó là có thể chơi được thì phải, tôi cũng không biết nữa. Lúc đó thì tôi nhận key tôi chơi thôi, cũng là ở bản chơi thử. Nó có rất là nhiều thứ để anh em khám phá trong game này. Về cơ bản á, cái phần 2 này nó không có giống nhiều với phần 1 đâu. Anh em phải phân từng cái khu vực xây dựng qua, chứ nó không tập trung hay là theo cái kiểu máy móc mà anh em thích đặt đâu đặt, chủ yếu hợp logic nữa. Bây giờ anh em phân mấy cái khu ra rồi cho nó làm việc chuyên nghiệp với nhau, nhưng mà vẫn chủ đề chính vẫn là xoay quanh cái lỗi này. Nên chúng ta dựa vào cái nguồn nhiệt này để sống sót, đưa ra những cái quyết định là mang tính cách mạng luôn.
Một là được lòng dân, còn hai là mất tất cả. Giá game thì cũng tương đối ổn. Nếu như xét về cái vị thế game này, anh em nhìn cái lượt follow nó rất khủng khiếp luôn. Nhất là do cái phần 1 nó quá thành công với một cái ý tưởng mà đột phá luôn. Nhân loại là bu quanh cái trục này. Rồi, coi như chúng ta xong 20 ngày đầu game của tháng 9. Đầu tiên của tháng 9. Còn lại thì cũng khá nhiều game đó. Anh em còn khoảng chục game trong cái ngày 21, ngày 30 nữa. Game này họ vừa mới ra cái bản demo 1-2 ngày trước thôi. Bây giờ anh em có thể thử qua cái bản demo á. Lượng follow cũng rất là cao luôn. Game này thì xây dựng nhưng mà cái thực toán của mấy anh dev làm game này rất là khủng khiếp luôn. Anh em nhìn cái bộ công cụ họ xây dựng nè. Đó. Nhìn cực kỳ kỹ thuật luôn á. Cái này không xét về cái mặt mà nghệ thuật thôi nha. Nói về cái mặt kỹ thuật á. Công nghệ á. Làm được cái điều này rất là khó. Thực sự cực kỳ khó luôn. Một cái bộ công cụ xây dựng mà khi mình có thể kết hợp nhiều thứ với nhau một cách nó rất là hài hòa và đẹp như thế này. Anh em có thể xây dựng một cái thành phố mộng mơ cổ tích luôn. Tùy theo ý mình. Đẹp, game này rất là đẹp. Vừa đẹp vừa ấn tượng vừa thú vị nữa. Nên có bản demo này tôi nhất định sẽ thử qua trong thời gian sớm cho tới trước khi game ra mắt. Nơi mà những con một ngày ở sở thú, mấy con thú này nó trở nên mới biến dị thì sẽ ra sao? Anh em phải đi tìm thuốc chữa trị cho nó. Đó, nhìn ấn tượng nè. Con hươu cao cổ thành con nhện cao cổ. Dẹp 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 ngay, thu nhỏ lại ngay. Chúng ta có đêm ở viện bảo tàng thì bây giờ chúng ta có đêm ở sở thú thôi. Mấy con thú bây giờ nó bị bệnh, anh em phải cầm cái máy đi tìm kiếm nó, rồi tìm thuốc chữa trị cho nó, lấy cái mẫu về phân tích. Game này ý tưởng nó cực kỳ thú vị đúng không? Hay quá luôn. Trời ơi, làm thiệt á. Ý da. Thôi tôi không dám vô màn hình nữa đâu. Con này là con kangaroo. Gì đây? Con vải lờ. Tới rồi. Winlet, Winlet. Winlet coi thôi chứ không có chơi nha. Game này là con người ta chơi thôi. Cái gì? Thôi, ông còn đem hình thật vô nữa thì sợ bãi ra luôn á. Anh em là sợ nhện, nhìn cái cảnh này chắc là khóc luôn á. Con này con Godzilla, con này con mà hả. Con này con nhện cao cổ. Nó cắn đó. Sao cho nó ăn uống gì thấy ghê vậy nè. Mà con game này ý tưởng nó rất là đột phá luôn. Nó kinh dị mà làm được như thế này rất ấn tượng đó. Đó, 16.000 lượt luôn, xứng đáng cho con game này. 21, 23 tháng 9. Thôi thì coi thôi chứ đừng có mong bao giờ được chơi đâu. Ông nào cũng ghép cái cảnh vô ngồi ghế như thế này vậy. Ý tưởng này hay đó chứ. Cái game này thì nó giống với con siêu vậy. Siêu 6 rồi sắp tới là siêu 7 chuẩn bị ra mắt. Chủ đề nó thì vẫn là xây dựng quân sự phát triển mấy thành phố này lên thôi. Nó là chủ đề là 4X nè. Thể loại nó là 4X. Đó, xây dựng từng lóc phát triển lên. Chứ giống tháp FM quá hả. Đây bây giờ là thế giới của bạn. Bên này thì nói về cái gì à? Nó giống dòng siêu nè. Siêu này thì nó chuẩn bị ra bản 7 rồi. Bản 6 bây giờ còn 70.000 à. Anh em dính vô con game này à, mệt người lắm. Bản 7 này là chương 2 nè. Bản 6 thì có 70.000 à. Chắc giảm 90-95% gì đó. Dẫn cái chữ Untouch này nó hay là giá 9 lít. Chạc nè à. Nhưng mà hai cái giá này nó chênh nhau 45.000 thì tội gì phải mua con trên. Mua luôn cái này hoặc là mua luôn cái này cũng được. Anh em nào thích thì khuyến khích anh em chơi cái này luôn. Có tiếng Việt nè. Đúng rồi đó. Có tiếng Việt nãy ngày rồi. Disney. Disney thì bây giờ họ nhuộm đen nhân vật khá là nhiều rồi. Anh em nào xem phim thì chắc là tiên cá da đen nè. 11 thì sẽ có hoàng tử da đen. Bạch Tuyết bây giờ cũng da hơi đen luôn. Thì bây giờ chúng ta có bích kim da đen sẵn thì không cần nhuộm. Chúng ta chỉ cần nhuộm màu lại những cái thế giới khác thôi. Đó. Bây giờ đi tô màu tất cả mọi thứ. Cái nào không tô thì nó là màu trắng với màu đen. Điều này thì thuộc dạng là hành động thiết luôn rồi. Có chiến đấu nữa nè. Cũng tầm tạm. Chúng ta không nhuộm đen thì chúng ta đi nhuộm màu. Rồi ok, thân thiện với gia đình đó. Chơi này chắc là chơi à, gia đình mà có con nhỏ thì cũng chơi được. Giá game cũng không rẻ à. Kid Phone 2. Phần 1 thì tôi cũng chưa có thử qua. Phần 1 thì lúc trước là trong cái bản Hummer Builder cũng có một bản rồi.
Game này tôi nghĩ nó cũng thuộc dạng vào gần như 3A luôn á. Nhập vai hành động rất nhiều, thế giới mở fantasy mà. Không đến mức 2A, 3A thì nó cũng dừng ở mức 2A rồi, rất ổn. Ồ, đúng là cái deep form này. Bấm bự lên thì nó không load. Đã nhìn đoạn cinematic là thấy đáng chơi liền. Ok, quyết liệt ngay vào luôn. Nhìn cái cảnh con chim này nó bay là thấy con game xứng đáng để chúng ta trải nghiệm rồi đó. Game này không có đi novo nữa. Thì 24 tháng 9, coi như cái tuần cuối cùng của tháng 9. Rất là mong chờ game này. Vẫn là con game chủ đề pixel nữa. Thị trấn hoa, thị trấn bông á. Game này chắc thuộc dạng kể chuyện thôi. À, có bác thú này à. Có bác thú nữa thì cái gì? Anh em nhìn cái dàn thiết kế nhân vật này thấy quen không? Con chó nè, với cái thanh niên mặc áo cam đó là giống hệt Scooby-Doo luôn á. Thêm mà nhân vật nữ đeo kiến đứng kế bên nữa thì giống hệt Scooby-Doo luôn. Được, phía sau mà đồ họa, ôi ôi. Cái bát này tôi nghĩ là nhìn nó cũng hay phết đó nha. Cái bát này cũng có chiều sâu phết đó. Không phải là bắt trú mà mình bắt quái vật luôn. Được được được, game hay. Thử luôn cái bản demo đó, thử đi. Nhìn nó ấn tượng phết luôn. Còn game quản lý cửa hàng thẻ bài, nói về những cái thẻ bài TCG shop, card shop này. DK 5S thì khoái game này lắm đó. Ông ra mắt thì nhất định ông sẽ chơi thôi. Anh em có gì lên kênh của ông coi. Tôi nghe đâu mà trong cái hệ thống của game này mấy cái thẻ bài như thế này á, tới là mấy ngàn thẻ, lần 2.000, 3.000 thẻ rồi đó. Trong đó thì cái số lượng thẻ nó rất là khủng khiếp luôn. Mỗi cái thẻ là một cái design khác nhau nên cũng rất là đầu tư đó. Vài ngàn là không phải một số ít luôn nha. Trong này thì anh em cứ mở hội cho họ đánh bài vô luôn với nhau. Mình bán bài rồi mình có thể bốc bài ra luôn. Bốc bài rồi ra được cái thẻ hiếm là anh em khỏi phải bán nữa. Rất nhiều chỉ số nè, nhưng mà tôi không biết mình có được đi đánh bài trong con game này luôn không, hay là chỉ là quản lý cửa hàng thôi. Thanh niên nó hôi quá, mình mua cái bình xịt đó, mở rộng cửa hàng nha. Lúc trước có bản demo nữa mà họ gỡ cái bản demo rồi, hình như cái bản Go Logo hay gì. À đúng rồi, bản Go Logo nè, xem như cái bản demo đi, em có thể thử qua trước nếu anh em thích. Game này thì chúng ta quản lý là giả lập làm thợ rèn, quản lý một cái xưởng rèn trong cái thời trung cổ, nơi nhận được cái hợp đồng trên khắp thế giới đó, và đi giải quyết những cái vấn đề của họ. Họ yêu cầu cái gì, chén đũa, giường ngón dĩa gì, bằng kiếm, bằng gỗ, bằng inox gì đó. Rồi sau này mình quản lý làm việc với hội mạo hiểm giả rồi rất nhiều thứ nữa, phát triển dần dần hồi buôn bán đó, làm nhiều kinh doanh đó. Thì con game này trong cái đợt Steam Fest demo á tôi cũng chơi rồi, anh em nào thích thì có thể xem lại cái video cũ của tôi. Tí nữa rồi để cái trên liền đó, góc trên bên phải nè, canh cái mốc thời gian rồi để chính xác vô cho anh em bấm đây thì xem. Giờ này quản lý thì chơi cũng khá là thú vị, tương đối vui. 12.000 lượt follow là không ít đâu. Hoa đền hoa ngựa đội mũ chùm đầu nè, là cái hãng mới mà phát triển phát hành con game, mà nhà phát hành của con game mà Game World á. Ủa phải, game gì quên tên đó, Manolo hay chứ nào. À, Nordland, nó giống con Game World á. Nordland con này tôi cũng từng chơi rồi. Katak Flipmo, Katak Flipmo thì có thời gian rảnh mới chơi, không biết chừng nào mới rảnh nè. Bên đó thì chắc tôi xin ghi khá dễ dàng Nordland nè, Katak Flipmo nè. Rồi có thời gian tới sắp tới ra mắt thì tôi nhất định sẽ chơi con game đó. Hit quay thẻ bài bối cảnh vũ trụ à. Game này coi bộ là đi vào cái hướng quản lý building nhiều hơn nha. Có Google Live không? Có Google Live giúp building không? Nên game này dạng chiến thực thẻ bài nhiều hơn là cái bối cảnh vũ trụ là chính thôi. Bối cảnh vũ trụ chỉ là phụ thôi. Được. Mấy cái hoạt ảnh này hơi khó nhìn nha. Nhất là dôm cái khuôn mặt lên, cắt mất 1/3 cái khuôn mặt luôn nè. Cắt 1/4 cái khuôn mặt nè. Không có tóc tay hết nên hơi khó nhìn tí.
nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Anh em nào thích cái dòng Concha, game Concha bắn súng thì đưa đó, thì đây, nó là dành cho anh em. Cơ chế rất là tương tự luôn, có nằm bắn, có đạn súng 46 gì, súng tên lửa, đạn đạo đó. Có nhảy lên, nhảy xuống, bắn xéo, bắn xiên. Anh em thích cái dòng hồi xưa đó thì thử quan game này đúng là bao học luôn á. Chúng ta có phiên bản Concha nhưng mà nó hơi mới hơn, Global Cup không? Hay con mít, tép. Thôi được, 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 game rất là được. Có bản demo luôn, 4 tuần nữa sẽ ra mắt. DLC chỉ có nhạc thôi. Có thể co-op được với bạn bè nha, chứ không phải chỉ chơi mỗi một mình. Có luôn mấy đoạn các cảnh anime làm rất là chỉnh chu nè. Nhìn nó nhớ về tuổi thơ thiệt á. Thôi, 63 ngày, game này thì tôi mới thử qua cái bản demo của họ thôi. Cũng có kỳ rồi, đến lúc game ra mắt thì tôi sẽ bắt đầu chơi luôn. Nó thì dạng là... Nó thì dạng như là gọi gì đó, chiến thuật quân sự á. Nó làm rất tốt cái cách kể chuyện, cái cách phần demo họ làm rất là chỉnh chu rồi. Lúc đó thì thấy game này cũng đầu tư rất là nhiều. Có một cái bài review ngắn của tôi đây. Lúc đó thì mới chơi cái bản demo là chính thôi. Này có thể lướt qua thử. Mình có thể điều khiển nó dạng như là XCOM đó, rồi cũng hành động lén lút là tool bay thôi. Cách kể chuyện, dẫn chuyện của nó thì cũng tương đối ổn, trông cũng khá là thú vị. Nên game này mà ra mắt thì nhất định tôi sẽ thử qua. Vẫn là cái chủ đề thế chiến, mà thế chiến này thế chiến thứ hai, nơi mà mình đóng vai vào một cái gia đình, cũng làm trong cách mạng luôn. Nhưng cuối cùng có biến thì còn lại mỗi mình thôi. Tham gia vào cái quân tình nguyện cách mạng rồi cứ bắt đầu đi làm. Bây giờ nét cho nét nạc á, chiếc tắc này không còn được sử dụng cái tên là FIFA nữa. FIFA họ dành lại cái tên đó luôn rồi. Họ đòi một số tiền rất là cao để độc quyền cái tên đó. Thì bên EA họ không làm nữa, họ đổi thành cái EA Sports luôn, FC em. Thì bên FIFA họ cũng lên cái ý định là muốn làm một con game bóng đá của riêng họ, không có liên kết với EA nữa, họ tách ra họ làm game luôn. Tuy nhiên thì để làm được một con game bóng đá như thế này nó không dễ đâu, quá là nhiều biến số đi. Nên cái mà EA Sports này sống vực lên nhờ con FIFA này thì cũng trải qua rất là nhiều thời gian mới làm được cái thành quả như thế này. Thì bên FIFA họ muốn làm một con game cạnh tranh nữa. Thì tôi nghĩ trong tương lai 3 đến 5 năm sắp tới vẫn chưa có khả năng đâu. Cái đó phải tích lũy kinh nghiệm làm rất là nhiều nữa. Thì chắc là 3 đến 5 năm nữa thì mới có một cái tên để đối trọng với anh em EA Sports này. Bây giờ người ta quen miệng vẫn còn gọi là FIFA, đá bóng FIFA đó. Thì EA không còn giữ cái tên đó nữa. Tôi không mê bóng đá lắm, chủ yếu là biết thông tin game thôi, chứ gần như là mù tịt mấy cái mảng thể thao này luôn. Giá game thì vẫn là một con game 3 giá 70 đô. Gần cuối tháng 9 anh em mới trải nghiệm con game này. Cuối tháng 9 thì có con game dạng như là HOMM á, Hero of May và Magic á. Phiên bản này thì nó mới mẻ hơn, làm lại đồ họa nhìn rất là đẹp luôn, rất là trơn mắt luôn. Nó không có bị rối mắt bởi cái cảnh nền, chiến đấu nó thì cũng tương đối bình thường. Gần đây nếu như anh em thích thể loại này á, có một con game gọi là Song of Silence á. Song of Silence này giống chữ Silence này luôn á, thì nó cũng có tương đối hay. Đây, mở lên cái trang web của tôi, Song of Silence. Nó nằm đâu ta? Đây đây, Song of Conquest chứ nhầm. Xong rồi con web thì nó cũng là một cái phiên bản khác của mà con HOMM nó thôi, Hero of May Magic nè. Nó cũng tương đối cơ bản như vậy, vẫn cái góc nhìn độ vuông như trên xuống vẫn là một cái thế giới xây dựng luôn. Nó gần như là đồng nhất với con game kia luôn á. Con game này có bản Việt hóa bằng AI, đọc cũng khá là mượt. Cốt truyện nó làm rất hay nha. Con game này tôi thấy ấn tượng nó về cốt truyện hơn là mấy cái khác. Được, rất mong chờ, ngoại trừ cái vụ này. Rồi, coi như cũng kết thúc những con game tháng 9 này gần đây. Bây giờ tôi ghép vào quay con game anh em cái đã, tốn thời gian quá. Ghép vào quay đợt này thì mấy đợt sau có thời gian rảnh tôi mới làm tiếp. Đợt này thì không biết có anh em nào trùng nhau không ta. Để tôi xếp đây. Cái này bị trùng cái nào. Anh em này điền trùng cái. Do cái mà cái đầu ghép vào quay này tôi để tới 2 tháng lận lên khả năng trùng nó rất là nhiều. Có anh em điền rồi mà qua mấy tháng trời sau rồi anh em lại điền lại lần nữa thì cũng đâu có trách được.
Rồi tôi xóa bớt trùng thôi. Anh em nào trùng mà tôi không để ý á, thì coi như anh em thêm một lần cơ hội nha. Rồi còn ai nữa không? Ai trùng không? Ai trùng giơ tay lên nha. Đây, có con này trùng nè, mém nơi xóa rồi. Đợt này thì tôi giveaway ba con game cho anh em luôn. Chủ đề là nông trại thôi. Mấy con game đó thì ra mắt cũng khá lâu rồi. Gần đây thì một số dev họ gửi tôi cái đợt mà cái gì ta? Farming Fest á, đợt sự kiện nông trại á, nên tôi dư ra một số key để giveaway cho anh em. Rồi, ok. Là lấy cái danh sách này. Này lần trước anh em trúng thưởng à. Mấy anh em nào tên dài quá tôi rút ngắn lại cho nó dễ nhìn. Ông này hả? BQ cuối cùng đúng không? Là đây phải không? Khôi Lê. Khôi Lê. Tửng Lê. Chân Thành á. Trứng Thành á. Rồi tên ngắn 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 còn lại ok hết rồi đó. Rồi chúng ta có bao nhiêu anh em đây? Có là 55 dòng. À 55 anh em. Nuôi Z top. Rồi là tháng 9. Cái đuôi mà Excel là cái gì ta? CSV phải không? CSV, CPS này. Rồi. Đã có danh sách 59 anh em này nha. Ủa 5, 5, 5 mấy ta? Trời nó update nữa. Nhiêu? 55 anh em này. Là cái file này nè. Tháng 9.CSV nè. Rồi bây giờ vô giveaway cho anh em. Đợi update đi. Mạng mèo bữa đói thì nó hên xui lắm. Trong lúc đó chúng ta lướt lướt coi còn cái con game gì nữa không? Đi ra, đi ra. Tháng 8. Tháng 8 thì bây giờ cuối tháng này không còn game này nữa đâu. Theo kẹt thì họ mới update thêm một số DLC gì đó. Game này tôi nhận đến giờ cũng chưa có thời gian chơi luôn. Game này cũng khá lỗn nè. Chữ nó hơi nhiều nha. Chữ nó cực kỳ nhiều đó. Anh em chơi con game này đọc chữ là rất là mệt. Mặc dù cốt truyện nó rất là hay. Rất là nhiều biến thể luôn. Game này thì tôi mới chơi có khoảng là 1-2 tiếng ban đầu à. Bay lớp em ra. Em phép. Anh em mà sẽ dùng quản lý một cái mà vương quốc của mình. Quản lý nguyên một cái vương quốc của mình luôn. Trong đó có rất nhiều cách để anh em phát triển chủ phú lên, xây dựng chỉ số nhân vật và cái đặc biệt nhất của game này. Anh em có thể hiến tế rất là nhiều thứ để triệu hồi những cái con quái vật yêu linh trong cái truyền thuyết lên nè. Triệu hồi những cái yêu linh này lên á thì họ nó sẽ giúp mình làm việc, là khi nào anh em bóc lột đến hết sức rồi anh em hiến tế những yêu linh này để duy trì cuộc sống sung túc cho người dân luôn. Nên con game này nó hơi tàn bạo một tí, đổi lại thì đồ họa nó rất là đẹp. Nó rất mượt mà, cốt truyện nó rất là chiều sâu. Cuối cùng thì mình phải ký giao ước với những cái mà quái vật như thế này. Quái vật thì nó đẹp lắm anh em ơi, nhìn mút mút rất là đã luôn. Dạng visual novel đúng rồi đó, đọc tiểu thuyết rất là nhiều. Chữ cực kỳ nhiều chữ trong game này. À nó đang tải nên nó dạng nổi. Hồ ly nè, Gumiho nè. À, thế nó hình như cũng có bản demo đấy anh em chơi đó. À demo đây, anh em có thể tải bản demo này vô chơi được. Bản demo thì họ giới hạn là chắc 4-5 con yêu linh là cùng. Trong này có mấy cái quốc gia cũng giống giống Việt Nam mình đó nha. Đi đến đó thì mình nói chuyện giao thương nè, rồi mua bán với họ nè, tăng cường các mối quan hệ, rồi giải quyết mấy cái nhiệm vụ sự kiện bên quốc gia họ đâu chẳng hạn. Nói chung con game này dạng visual novel, chữ rất là nhiều, anh em đọc đau đầu luôn á. Chữ cực kỳ nhiều chữ, chữ một cách khủng khiếp chữ luôn. Con này thì nó tệ hại, cực kỳ tệ hại, khuyến khích anh em muốn chơi á, anh em tẩy thuốc thử qua cái đi. Quay web đi Nasty. Cái gì đấy? Quách Vinh 2 hỗ trợ bản mod. Ủa? Cái đó là gì quên tên tiêu ta? Cái còn để thì giveaway à. Ma Blade gì nè. Sao kỳ dưới này á. Migo Shop Visual C cộng cộng Gen Time. Đó như vậy bình thường tự nhiên bây giờ update yêu cầu cái này. Nếu tin được luôn. Không biết bản máy luôn.
tự nhiên nó lại đòi cái gì thế này. PS12 cũng không chạy được, bó tay rồi. Thôi để video sau đây thì tôi ghép bộ quay luôn, bây giờ không ghép bộ quay được. Có lỗi với anh em quá. Đóng cái form lại cho nó chắc à. Rồi, 55 anh em này hẹn lần sau ha. Rồi ok, bye bye anh em. Coi như chúng ta kết thúc những con game trong tháng 9 này. Rất là nhiều con game thú vị mới ra mắt, sắp ra mắt. Trong đó thì tới 40 mấy 50 con game lận, nhìn một cái phát á, thì đúng là ngon. Có quá nhiều sự lựa chọn chúng ta, nhưng ngược lại thì chỗ ngọt quá, quá nhiều thứ để chúng ta có thể trải nghiệm trong game này, trong cái tháng này. Tháng 10, tháng 11 cũng không có ít hơn bao nhiêu đâu nha. Tháng 9 này ngập mồm với những con game 3 luôn. Nè, anh em nhìn một dọc ba con game 3 luôn thế này. Rồi xuống dưới thì còn Phát Phân, rồi còn Get Phone rồi đó, Get Phone rồi đó. Rất là nhiều game. Rồi ok, bye bye anh em. Hẹn anh em vào cái tháng 10 sắp tới, có những con game mới thì tôi lại tiếp tục.